Phép màu và vẻ đẹp thực sự vốn tồn tại trong chính chúng ta. Bạn có thể chọn kiểu sống suốt đời, phải cố gắng chống chọi với thế giới bên ngoài và mong muốn biến đổi nó theo ý mình. Đối mặt với hết vấn đề này, tới khó khăn khác, những mong muốn giải quyết được, phàn nàn với các tình huống hay con người khác và không bao giờ thực sự sống trọn vẹn hay hiện thực hóa những ước mơ của mình. Thế nhưng, khi bạn biến phép màu của lòng biết ơn thành lối sống của mình, thế giới xung quanh sẽ thay đổi một cách nhiệm màu. Bởi vì chính bạn thay đổi, nên bạn cũng thay đổi những thu hút đến với mình. Những lời dạy của Gandhi và bài hát Man in the Mirror đầy ý nghĩa của Michael Jackson đã tác động lên hàng trăm triệu người. Có một thông điệp được truyền tải mạnh mẽ, đó là hãy thay đổi con người trong gương và thế giới của bạn sẽ thay đổi. Nếu làm đúng theo 26 phương pháp nhiệm màu thì đến lúc này bạn đã thay đổi rồi. Việc nhận ra sự thay đổi của bản thân có thể chưa dễ dàng, nhưng bạn hẳn đã nhận thấy sự thay đổi từ cảm xúc vui vẻ của mình. Bạn đã nhìn thấy những vấn đề trong cuộc sống được cải thiện, cũng như nhiều thay đổi nhiệm màu khác trong cuộc sống quanh bạn. Bạn đã sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn cho gia đình, bạn bè, công việc, tiền tài và sức khỏe, hay cho những ước mơ của mình và cho cả những người không quen biết. Những người xứng đáng có được lòng biết ơn của bạn hơn bất cứ ai khác, đó chính là bản thân bạn. Khi bạn biết ơn con người đang nhìn mình trong gương, thì những cảm giác như không hài lòng, bất mãn, thất vọng, những suy nghĩ đại loại như mình không đủ tốt sẽ hoàn toàn biến mất. Và những tình huống khiến bạn không hài lòng, bất mãn hay thất vọng cũng sẽ tan biến. Những cảm xúc không tốt về bản thân sẽ gây thiệt hại lớn cho cuộc sống của bạn, bởi vì chúng mạnh mẽ hơn bất cứ cảm xúc nào khác của bạn về bất kỳ ai. Dù bạn đi đâu hay làm gì, bạn đều mang theo những cảm xúc không tích cực ấy trong mọi lúc, và chúng bao phủ lên tất cả những gì bạn chạm vào. Chúng giống như một thỏi nam châm, sẽ lại thu hút thêm nhiều sự không hài lòng, bất mãn và thất vọng trong mọi điều bạn làm. Khi bạn cảm thấy biết ơn vì được là chính mình, bạn sẽ thu hút những tình huống khiến bạn cảm thấy tốt hơn nữa về bản thân. Cảm xúc đối với bản thân phải thật phong phú thì mới khiến cuộc sống của bạn phong phú được. Lòng biết ơn với bản thân sẽ khiến bạn trở nên đủ đầy. Để thực hiện phương pháp tấm gương nhiệm màu, hôm nay bạn hãy đến trước một tấm gương, nhìn thẳng vào con người trong gương và nói ra từ nhiệm màu cảm ơn bằng cả tấm lòng, và thực sự cảm nhận điều ấy hơn tất cả những gì bạn từng cảm nhận trước đây. Hãy nói cảm ơn vì bạn là bạn, nói cảm ơn vì mọi thứ thuộc về bạn, nói cảm ơn với cảm xúc mạnh mẽ tương đương với cảm xúc bạn dành cho những điều khác và những người khác. Hãy biết ơn bản thân mình vì bạn chính là bạn. Và trong suốt cả ngày, hãy tiếp tục thực hiện phương pháp tấm gương nhiệm màu bằng cách biết ơn con người tuyệt diệu trong gương. Nếu không thể nói thành lời, thì hãy nhận nó trong đầu. Và nếu thực sự can đảm, bạn có thể nhìn vào tấm gương nhiệm màu và nói ra 3 điều bạn biết ơn bản thân mình. Nếu sau này bạn đối xử không tốt với bản thân vì bất cứ điều gì, thì hãy bày tỏ lòng biết ơn với người xứng đáng được bạn biết ơn nhất. Đó chính là con người đang nhìn bạn trong gương. Khi biết ơn, bạn sẽ không đổ lỗi cho bản thân khi mắc sai lầm, không chỉ trích bản thân
vì mình không hoàn hảo, thì biết ơn vì được là chính mình, bạn sẽ vui vẻ và trở thành thỏi nam châm thu hút những con người vui vẻ, tình huống vui vẻ và những điều nhiệm màu. Chúng sẽ luôn luôn đến với bạn, dù bạn ở bất kỳ đâu hay làm gì. Mỗi khi có thể nhìn thấy phép màu ở trong gương, thì cả thế giới của bạn sẽ thay đổi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.